Xiết đất trừ nợ. Xin ông đừng lấy đất nhà con. Con hứa sau một tuần con sẽ trả ông đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Bây giờ và một tuần nữa thì có gì khác nhau chứ? Chi bằng cứ lấy đất trừ nợ luôn cho xong. Cả nhà con chỉ có vài sào đất, vừa trồng cấy vừa để ở. Bây giờ ông xiết nợ hết thì vợ chồng con cái con biết ở đâu? Ở đâu mặc kệ nhà các ngươi. Tiền của ta đến hạn ta phải lấy. Nô đâu? Mang giấy bút lại đây cho nhà dần ký. Mày làm cái gì thế? Nhanh cái chân lên. Dạ vâng ạ. Thưa ông chủ, nước của con mực đấy ạ. Chắc con khát lắm phải không? Nào, uống đi. Cẩn thận kẻo sặc con nhé. Giá như con nói được tiếng người thì tốt biết mấy. Lúc đó, ta không những nghe được tiếng lòng của con, mà còn thỏa sức làm tiền thiên hạ mỗi khi họ muốn nghe con nói. Đúng là lão già tham lam, cái gì lão cũng có thể quy về tiền được. Đã vậy thì... Thưa ông chủ, con biết một vị tu sĩ trong núi có phép thần thông quảng đại dạy chó nói tiếng người. Nếu ông đồng ý cho con dắt con mực đi học, chắc chắn trong 3 tháng nó sẽ biết nói y như con ạ. Có thật không? Tất nhiên là thật ạ. Thế học phí là bao nhiêu? Dạ, 5 nén bạc ạ. 5 nén bạc của ngươi đây, ta cho thêm ngươi 1 nén làm lộ phí. Dạ, con cảm ơn ông chủ. Cha ơi, con về rồi đây. Nô về đấy à con, đã ăn gì chưa? Dạ, con được nghỉ mấy ngày, tranh thủ về thăm cha, tiện thể dắt con mực này về để cha nuôi cho đỡ buồn. Còn đây là 5 nén bạc, con nhờ cha mua cho con mấy sào ruộng để sau này có vốn cưới vợ. Được rồi, những việc đó tính sau, mau vào nhà ăn cơm đã. Con mực đâu? Sao ngươi lại về một mình? Thưa ông chủ, con không ngờ con mực lại vô ơn bội nghĩa đến thế. Sao? Ngươi nói sao? Thưa ông, vị tu sĩ đã dạy nó nói được tiếng người đàng hoàng như con. Vừa thấy con là nó kêu tên con ngay. Nhưng ngay lúc đó, nó nói rằng... Nó nói gì? Ngươi mau nói đi. Nó nói rằng... Tôi mà về nhà... Ông chủ sẽ biết tay tôi. Tôi sẽ kể hết tội ông ta đã làm bấy lâu nay, như vay lấy lời cắt cổ, gạt người lấy của, kiện cáo đoạt nhà, cướp ruộng thiên hạ, lo lót quan trên, hãm hại dân lành cho mọi người biết. Sau đó tôi sẽ tố cáo ông ta trước mặt quan phủ, để ông ta phải ngồi tù và bị tịch thu tài sản. Nó nói thế thật sao? Dạ, nó còn nói nhiều lắm, nhưng con không dám thuật lại cho ông nghe. Tóm lại là nó biết hết các chuyện ám muội của ông và nhất định cho ông vào tù. Ông đừng sợ, nghe nó nói ông chủ thế, còn tức quá là lấy búa chém chết nó rồi ạ. Thật là phúc đức, cảm ơn mày nhiều lắm. Người hùng. Bắt được rồi đây. Cậu mai là có tớ hái hộ quả cho nhé, chứ chậm chạp như cậu thì làm được gì. Cảm ơn cậu, ước gì tớ cũng nhanh nhẹn như cậu. Tiếng gì thế nhỉ? Bọn mình đến xem đi. Hoàng hôn anh voi, hoàng hôn anh voi. Thì ra là anh voi. Tớ nghe nói hôm qua anh voi vừa dập được một đám cháy lớn đây. Hoan hô anh voi. Anh voi giỏi quá. Mùa này hanh khô hay cháy cũng may mà có anh voi. Mình chẳng làm được gì cả. Ước gì mình cũng có thể trở thành một lính cứu hỏa như anh voi nhỉ.
cậu làm sao có thể trở thành cứu hỏa được chứ? Cậu vừa chậm chạp, lại không thể mang được nhiều nước như anh voi. Ừ, cũng phải. À, có chuyện gì vậy nhỉ? Cháy, cháy rồi, mau chạy đi mọi người ơi. Mọi người mau tránh sang để tôi chữa cháy. Bọn mình cũng tới giúp đi. Lửa cháy to quá. Không ổn rồi, lửa cháy to quá. Mọi người chạy về phía hồ nước mau. Tôi sẽ kiềm chế ngọn lửa lại. Cố lên, cố lên, cố lên. Nguy quá, tổ nhà chim vẫn còn ở trên đó. Bố mẹ chúng bay đi kiếm ăn xa. Chỉ còn lũ chim non ở nhà. Chúng chưa biết bay, sẽ bị ngọn lửa thiêu cháy mất thôi. Anh voi, anh mau làm gì đó đi chứ. Tôi chỉ có thể phun nước dập lửa, chứ đâu thể trèo lên cây cao như thế kia được. Anh gấu, bình thường tôi vẫn thấy anh leo trèo, lấy mật giỏi lắm kia mà. Ồ, tôi có thể trèo, nhưng lửa thế kia thì tôi sẽ thành tro mất thôi. Chưa kể móng vuốt của tôi có thể làm lũ chim non bị thương nữa. Bình thường chúng tôi có thể leo trèo, nhưng bây giờ lửa lớn thế kia sẽ cháy hết da của tôi thôi. Không nhẽ nhìn tổ chim cháy hết sao? Tội nghiệp quá. Tớ có thể trèo nhanh được, nhưng tớ sẽ bị cháy rụi mất thôi. Thế nên tớ sẽ lên đó. Cậu điên hả? Lửa đang to lắm, đến anh voi còn không dập được kia kìa. Ồ, tớ tớ dũng cảm quá. Cứu được mấy bé chim non rồi. Tê tê, cậu cừ lắm. Chạy mau, chạy mau, lửa cháy đến rồi. May quá, lửa tắt rồi. Tê tê, cậu có sao không? Tớ không sao, tớ có áo giáp mà. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh voi đã cứu các con tôi. Nếu muốn cảm ơn thì anh chị hãy cảm ơn Tê Tê kìa. Chính em ấy đã dũng cảm cứu các con của anh chị đấy. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Hoan hô Tê Tê, Tê Tê giỏi quá. Tê Tê giỏi quá, Tê Tê là người hùng. Ai cũng có thể trở thành người hùng nếu như chúng ta biết phát huy điểm mạnh của mình để giúp đỡ người khác. Mừng trứng của nhện kền. Thuở ban sơ, Ngọc Hoàng mới tạo ra muôn loài chưa được bao lâu. Hôm nay ta sẽ ban cho các con khả năng duy trì nội giống để cho các con có thể tồn tại và lâu dài trên thế giới này. Chúng con xin cảm tạ ơn người. Thuở ấy, nhện kền còn cõng mâm trứng trên lưng thay vì mang dưới bụng như bây giờ. Mâm trứng vàng lấp lánh rất bắt mắt. Này cô nhện, dừng lại cái coi. À, bắt mối đấy hả? Bắt đi đâu mà trông lôi thôi làm vậy? Bắt xem tôi đây này, vừa đi đẻ mà vẫn chỉnh chu, xinh đẹp. Trông thế nào thì kệ tôi ra đây là muốn hỏi cô đây nè. Cô mang trên lưng cái gì mà lấp la lấp lánh thế kia? Thì tôi đang nói với bác đây, trứng của tôi đấy bác. Bác thấy tôi có khéo đẻ không nào? Cô tưởng gom lại thành mâm thì nhận là trứng của mình được hả? Trứng này đích thị là trứng của loài mối chúng tôi. Còn không mau trả lại đây. Bác nói chuyện gì mà kỳ lạ thế? Trứng này tôi nằm ổ cả tháng đẻ ra. Có mà cô đi ăn cắp trứng của chúng tôi thì có. Đã ăn cắp lại còn da mồm, để xem là trứng của ai. Hừ, chạy vào hang lão gián cánh rồi. Đến là khiếp. Vào đấy thì trứng vàng trứng bạc cũng thành hôi rình. Thôi chả thèm. Trời ơi, mình chạy vào đâu thế này chứ? Ồ, tôi được chào đón vị khách nào đây? Quý hóa quá. Thì ra là nhà anh gián cánh hả? Tôi... Sao thế cô em? Tính tới đây ở nhờ hang tôi ấp trứng hả? Ui chào,
tôi đây rất sẵn lòng đấy. Mà mâm trứng đầy thế này thì mang nặng phải biết nhỉ. Hay cô chia nữa đi, tôi bảo vợ tôi ấp. Trứng đẹp thế này cơ mà. Trời ơi, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Trời ơi, ra bây giờ là ăn đòn chí mạng chứ chẳng chơi. Gã chuột chù gớm ghiếc đã đi dạo mát rồi. Hú vía trời đất. Ồ, thứ gì lấp la lấp lánh phát ra trong đó thế nhỉ? Ồ, thì ra là mâm trứng của nhện cền. Hừ, mới ngon mất làm sao. Miếng mồi bở đây rồi. Trời ơi, những chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Ôi trứng của tôi, các con của tôi. Khôn hồn dừng lại, nộp mâm trứng cho ta. Ngươi chạy đâu cho thoát. Ồ, một con gì đó phát sáng, hay quá. Trời đất, loài gì mà to thế này? Chân nó đạp lên mình một cái thì mất mạng. Thôi chuồn cho lẹ. Ờ, đừng có chạy nữa. Thứ gì trên lưng mày mà đẹp thế? Trời ơi, sao mâm trứng vàng của tôi lại mang tới bao nhiêu là tai họa thế này? Cứu tôi với. Mai sau thổi ấy, đường lên trời còn chưa bị cắt. Nhện cền đã đi ngày đi đêm tìm đến Ngọc Hoàng cầu cứu. Xin người hãy cứu lấy con. Mất mâm trứng này thì con thà chết đi. Con mau đứng dậy đi. Nguyên nhân của tai họa này cũng là do ta một phần. Tại sao ta lại cho con cái màu sắc rực rỡ ấy trong một khu rừng bao nhiêu loài vật cùng chung sống? Trứng của loài bò sát lổn nhổn những hạt. Trứng của loài biết bay cũng chỉ từng quả. Tất cả các loại trứng đều có màu xám nhờ. Vậy mà trứng của con lại vời vợi một mâm vàng nguyên khối thế kia. Bọn chúng nổi cơn tham muốn bâu sâu là khó tránh. Nhưng con cũng không phải là không có lỗi. Mâm trứng trên lưng, sinh mệnh của các con mình trên lưng, nhẽ ra con phải khiêm tốn giữ gìn. Đằng này, con lại ngông nghênh khoe khoang khắp chốn, vì con biết là trong rừng không loài nào có mâm trứng quý như con. Dạ, con biết lỗi của mình rồi ạ. Con hiểu ra là tốt rồi. Âu đó cũng là một bài học cho con. Từ nay, ta cho con được ôm trứng dưới bụng và bớt đi cái màu vàng lấp lánh trên mâm trứng của con. Việc ôm trứng cũng sẽ khiến con luôn nhớ phải đi lại từ tốn, cẩn thận hơn. Con xin tạ ơn người. Và từ đó, loài nhện cền tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Thế mới biết, để tồn tại giữa muôn loài, cần phải có sự thích nghi, hòa hợp nhất định. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.